Ngay trong buổi chiều ngày 15 tháng 3, các đoàn thể thao và các vận động viên tham dự Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ 9 năm 2024 đã bước vào tranh tài ở các bộ môn thi đấu trong khuôn khổ Hội Khỏe. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại các địa điểm thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, vận động viên hết mình thi đấu, cổ động viên nhiệt tình, cổ vũ và những màn tranh đấu hết sức là kịch tính. Đó là những hình ảnh ấn tượng trong ngày thi đấu đầu tiên tại Hội Khỏe Phù Đổng lần thứ 9 tỉnh Hà Giang năm 2024. Với tinh thần thể thao lành mạnh, các vận động viên đã tham gia thi đấu hết mình để lại những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả để xem. Là một trong những môn thể thao có nhiều vận động viên tham gia và thu hút lượng lớn khán giả đến cổ vũ, hôm nay đã có hàng chục trận đấu của môn bóng chuyền diễn ra. Các vận động viên đã thể hiện tài năng, sức khỏe và mang đến những trận đấu đầy kịch tính. Trước khi bắt đầu trận đấu đầu tiên này thì em và toàn đội đã có một sự cố gắng và tập luyện. Nên và trong trận đấu ngày nay thì bọn em đã làm rất tốt ạ. Em sẽ giữ vững cái tinh thần này để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo và có thể đi sâu vào vòng trong hơn trong giải Hội Khỏe Phù Đổng lần này ạ. Ngoài môn bóng chuyền trong ngày thi đấu đầu tiên còn có 5 môn thể thao khác gồm bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bật xa, đẩy tạ cũng diễn ra đầy sôi nổi. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những cuộc tranh tài đẹp mắt hấp dẫn. Tại địa điểm nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, các sân thi đấu bóng đá, cầu lông như bùng nổ với màn reo hò cổ vũ của khán giả. Trong ngày đầu tiên thi đấu thì em cảm thấy rất vui và cũng rất hồi hộp. Trong trận thi đấu đầu tiên thì em đã dùng hết sức của mình để giành chiến thắng. Em sẽ cố hết sức mình để vào vòng trong và giành được tấm huy chương. Trong trận đấu ngày hôm nay con cảm thấy rất vui khi con đã được một bàn thắng. Và trong những trận đấu sau con sẽ cố gắng và để giành được thắng lợi cho Hoàng Su Phi ạ. Theo đánh giá năm nay, chất lượng chuyên môn của các vận động viên được nâng lên rõ rệt và khá đồng đều, qua đó làm tăng sự cạnh tranh, sức hấp dẫn của Hội Khỏe Phù Đổng lần thứ 9 ngay từ ngày đầu tiên. Các trường đã lên kế hoạch lập danh sách các thành viên và đã có sự tập luyện. Chính vì vậy mà chất lượng của các đội tham gia trong cái Hội Khỏe Phù Đổng năm nay rất là tốt. Chúng ta có thể thấy là chất lượng chuyên môn được nâng cao hơn rất nhiều so với các cái giải cũng như là các cái đợt tổ chức trước đây. Theo kế hoạch, ngày 16 tháng 3 sẽ tiếp tục diễn ra ngày thi đấu thứ hai tại các địa điểm nhà thi đấu Liên đoàn bóng bàn tỉnh, nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, sân xi măng và trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong với 8 nội dung thi đấu.